ca sĩ Vy Oanh có gia thế khủng cỡ nào mà có thể đưa bà Nguyễn Phương Hằng và các YouTuber ra tòa? Sau khi bà Phương Hằng bị khởi tố, Vy Oanh trở thành tâm điểm sự chú ý của cư dân mạng vì chính cô là người đã gửi đơn tố cáo bà Hằng. Mới đây, nữ ca sĩ đã có lần trải lòng sau khi khởi kiện CEO Đại Nam. Cụ thể, Vy Oanh cho biết cô và gia đình cảm thấy hạnh phúc khi công lý được thực thi. Đáng chú ý, bà mẹ ba con còn tâm sự. Dù bà Phương Hằng đã bị tạm giam, nhưng những người hâm mộ của nữ đại gia vẫn liên tục tấn công cô và gia đình trên trang cá nhân. Vy Oanh mong muốn những người ủng hộ bà Phương Hằng cũng sẽ bị xử lý. Bà ta bị bắt nhưng fan ở ngoài có lẽ vẫn còn và chắc chắn những người này cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Hiện tại trang cá nhân tôi vẫn bị những nick ảo để lại bình luận tấn công. Họ đánh tráo khái niệm, đổi trắng thay đen một cách bài bản, có hệ thống. Nhưng tôi tin mọi việc sẽ sớm sáng tỏ và chắc chắn không ai có thể thoát trong câu chuyện này nếu mượn danh công lý để vi phạm, bôi nhọ vu khống xem thường pháp luật. Hơn thế nữa, Vy Oanh còn gửi đơn tố cáo đối với kênh Lang Thang Đường Phố với nội dung bà Quỳnh Như là chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố đăng tải nhiều clip qua mạng Internet thực hiện hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân. Ca sĩ Vy Oanh cho biết, từ ngày 2 tháng 7 năm 2021 đến ngày 19 tháng 7 năm 2021, kênh YouTube Lang Thang Đường Phố đã đăng tải 19 video với nội dung không đúng sự thật, xúc phạm tới danh dự, uy tín của ca sĩ này. Chính vì thế, ca sĩ Vy Oanh đề nghị Công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh, xử lý với chủ kênh YouTube Lang Thang Đường Phố. Ngay sau đó, ngày 18 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra mở rộng vụ bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, ngụ quận 1, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự. Trong ngày, công an đã mời Bùi Thanh Quỳnh Như, sinh năm 1991, ngụ quận Tân Bình, là chủ tài khoản kênh YouTube Lang Thang Đường Phố, và một số chủ tài khoản kênh YouTube liên quan lên làm việc. Vậy có thể thấy, Vy Oanh chính là người đứng sau các đơn kiện để đưa bà Hằng và những đồng phạm ra trước tòa. Vậy nên, chắc chắn cô có gia thế cũng không phải dạng vừa. Trước đó, ngày 6 tháng 10, ca sĩ Vy Oanh có bài đăng trên fanpage chia sẻ lý do không bao giờ khoan nhượng trước bà Nguyễn Phương Hằng, đồng thời tiết lộ gia thế khủng của ông xã doanh nhân. Vy Oanh cho rằng có lẽ trước giờ cô không phô trương địa vị của ông xã nên bị người khác xem thường. Nhân dịp này, nữ ca sĩ 8X giới thiệu với người hâm mộ, ông xã cô là người có vị thế trong xã hội, thông thạo nhiều ngoại ngữ và còn là chủ tịch công ty lớn. Bên cạnh đó, giọng ca Những Điều Nhỏ Nhoi cũng nhắn nhủ bà Phương Hằng khi bị nói không có nổi 1.000 tỷ. Vy Oanh bộc bạch, bà bảo tôi là cái thứ không có nổi 1.000 tỷ. Hi hi, tôi tin tầm tuổi 37 của tôi bây giờ, bà chắc chắn cũng không có nổi 1.000 tỷ nhỉ. Nhưng chồng tôi thì khác đấy. Đó là lý do mấy việc rác của đàn bà, chồng tôi không có thời gian xem nhé. Nên khi bà kiếm chuyện, cố tình lôi chồng tôi ra giả chửi cả tháng trời, dù chồng con tôi không liên quan, ông xã tôi vẫn không chấp nhất chuyện đàn bà, nhưng tôi thì lại không, tôi không bao giờ lùi bước trước ác nhân nhé. Ông xã tôi gốc Hải Phòng. Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại và công nghệ của vùng Duyên Hải Bắc Bộ của Việt Nam đúng không bà nhỉ? Chúng tôi sinh ra ngay thành phố Hải Phòng, sau đó đi học và làm việc ở nước ngoài và trở về quê hương làm ông chủ bự. Ông xã tôi thông thạo ba ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật, là kỹ sư xây dựng, nhà đầu tư, là chủ tịch nhé, Vy Oanh bày tỏ. Được biết, chồng Vy Oanh là doanh nhân LT, sinh năm 1970. Anh từng là một kỹ sư xây dựng, sau đó hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Việc kinh doanh khá thành công nên ông xã Vy Oanh sở hữu nhiều tài sản giá trị, cơ ngơi hoành tráng cả trong lẫn ngoài nước. Theo một số nguồn tin, chồng Vy Oanh từng lập nghiệp ở nước ngoài, thông thạo ba ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật và là gương mặt nổi bật trong cộng đồng người Việt ở Mỹ. Vy Oanh công khai ông xã vào năm 2017, tuy nhiên cặp đôi đã chính thức thành vợ chồng hợp pháp từ năm 2015. Nữ ca sĩ từng tiết lộ, ông xã cô là người khá kín đáo, thích sự yên bình, trầm lặng nên anh không thường xuyên xuất hiện hay phát ngôn nhiều trên mạng xã hội. Lần lên tiếng gây chú ý nhất của doanh nhân này là khi Vy Oanh vướng tin đồn đẻ thuê, giật chồng cách đây 4 năm. Ông xã Vy Oanh khẳng định con trai đầu lòng chính là con của mình, bênh vực và phản bác lại những nguồn tin thất thiệt bị tung lên mạng nhằm bôi xấu vợ mình. Được biết, Vy Oanh tên thật là Nguyễn Mỹ Oanh, sinh ra tại vùng biển Phan Thiết, Bình Thuận, trong một gia đình nghèo. Là con út trong gia đình có 5 anh chị em, nhưng từ nhỏ cô luôn ý thức được việc phải mạnh mẽ và tự lập để đỡ đần cha mẹ lớn tuổi, gia đình khó khăn.
Thậm chí có một khoảng thời gian, Viu Anh còn lén gia đình làm thêm để có tiền kéo điện cho nhà và cho anh chiếc xe đạp đi học. Chính vì những khó khăn thuở bé ấy nên nữ ca sĩ Bình Thuận luôn chăm chỉ làm việc một cách nghiêm túc để có thể có cuộc sống tốt hơn. Sở hữu giọng hát ngọt ngào trong trẻo nên Viu Anh rất thích ca hát trước nhiều người và cũng tự định hướng cho mình trở thành ca sĩ. Viu Anh rời quê vào thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục việc học sau khi tốt nghiệp phổ thông. Viu Anh có một người mẹ nuôi giàu có nổi tiếng trong giới kinh doanh. Cô nhận mẹ nuôi khi vào Sài Gòn lập nghiệp và phụ bà kinh doanh bất động sản. Cô ban đầu được định hướng sang nước ngoài du học thì tình cờ thi đỗ vào nhạc viện nên quyết định lựa chọn ngôi trường nghệ thuật. Nhân một lần theo bạn bè đến tham gia chương trình hát với nhau, bỗng dưng bạn của anh nói với người quản lý mời anh lên sân khấu hát và đó đã là bước khởi đầu cho sự nghiệp của Viu Anh. Viu Anh bắt đầu ca hát từ những năm 20 tuổi nhưng phải đến khi album Fly của cô ra mắt thì khán giả mới bắt đầu chú ý và yêu thích cô. Cũng nhờ album này mà Viu Anh gặt hái được nhiều giải thưởng với hai siêu hit là Đồng Xanh và Fly, đưa cô lên vị trí của một trong những nữ ca sĩ hàng đầu làng giải trí Việt lúc bấy giờ. Nhắc đến Viu Anh, người ta sẽ nhớ ngay đến những giai điệu nhẹ nhàng du dương, Đồng Xanh gió du êm và Mây nâng bước chân em về. Từ khi có anh bên em, đời em như vần thơ. Không chỉ đóng khung với vai trò ca sĩ, Viu Anh còn trổ tài sáng tác. Đặc biệt nhờ giọng nói nhẹ nhàng mà nữ ca sĩ được mời làm MC cho nhiều chương trình truyền hình như Thay lời muốn nói, Cặp đôi hoàn hảo. Ngoài ra, Viu Anh còn thể hiện khả năng kinh doanh với dịch vụ mỹ phẩm do chính mình lập ra. Có thể thấy nhờ sự nghiệp phát triển mà Viu Anh hiện giờ đã sở hữu khối tài sản lớn ít ai có được. Một trong những minh chứng cho khối tài sản kếch xù của diễn viên Thiên Đường Vắng Em chính là căn biệt thự rộng hơn 1.400m². Chính độ hoành tráng khiến nhiều người đồn đoán cơ ngơi của nữ diễn viên có giá trị không hề nhỏ. Cuộc sống của Viu Anh không thiếu xế hộp, túi hiệu, quần áo hiệu. Và các MV sau khi được cô đầu tư hàng tỷ đồng là điều không khó thấy. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao thì nữ ca sĩ gốc Phan Thiết bất ngờ tuyên bố lập gia đình và dành phần lớn thời gian cho gia đình thay vì sự nghiệp như trước đây. Điều này làm một số khán giả cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn chúc phúc cho cô.